Mẹ tròn con cũng tròn. Chia đỏ thức rồi. Mày dỗ vào mai mày vào đây mày năm cái bữa cho ta. Trời, mày mà đốt hết giấy của tao, tao mà chết tao. Mày hết trò, mày sắp sửa nghịch rồi đấy. Dắt em vào tắm rửa đây. Cơm đây cho nó ăn, nó vừa ăn ở ngoài. Vừa chơi nó vừa ăn cho nó đỡ phải xem tivi. Xem nó hỏng mắt hay sao? Không sợ hỏng mắt à? Không sợ hả? Rồi sợ hóng mắt. Mày cái đứa mày ôm cổ một lúc rồi đó. Kiếm cơm thì nghĩ thằng này tay chân tay bút đeo lên tay bốc được, mày cũng đeo bốc bụt tay. Đeo đi vào tắm rửa đây.
6 triệu đô noa đấy, ông có lấy thì lấy, không lấy thì tối bán cho người ta. Thôi thì bán, tao lấy thì vứt đầu lắm, sợ lắm, loa to sợ lắm. Ta làm đồ nhé, thấy hết rồi. Rồi đi tắm rửa tí ra làm được bố. Đi vào tắm rửa đã rồi ra làm bố xong. Cường thấy của mẹ mày đấy. Giờ mẹ hỏng mẹ đánh cho mẹ. Nhưng chị lấy que rồi. Em nó vào rồi chị đừng đánh. Em nó vào rồi. Thằng mãi tiền tiến đấy, mỗi ngày ta ngủ ngon được không? Này sang mãi tiền tiến ơi, cỡ đấy, ngày mai nó bắt đem đi này, một cái, đấy, buổi chiều nay, bốn cái cửa này, 2, 4, 6 con bò bé bé và 8 con bò to. Cô sừng, tôi có lấy ở đấy này, nói.
Ui, trời ơi. Không bỏ con châm, con thử chân tay luôn nhá. Tắm nhanh rồi ăn cơm. Bố chị mặc quần áo có túi rồi cho em. Mặc quần áo có túi quần đấy nhá, bố chị thế. Nhanh đấy. Chị thích không có túi. Thích diện.